Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, thủ cửa của anh em đây. Đọc comment thấy rất nhiều anh em hóng cái chế độ zombie thủ cửa 3 này chính thức về CFQ bản chính thức. Ok thì dịch bệnh ra 4-5 ngày vì sao mình không làm clip? Vì bây giờ cái chế độ zombie skip này không phải là chế độ zombie skip nữa rồi anh em ạ. Mà đây là chế độ của chúa tể của những chai mắm tôm. Cái đầu phòng bây giờ thề vội toàn đi chớp ạ, chớp không được luôn á. Một phòng đếm sơ sơ mà kiểu full zombie thì cũng chỉ tầm chục thằng thi chớp đấy anh em ạ. Mắm tôm trọi liên miên, điên đảo luôn, dụng hết màn hình. Cái chế độ này thì không hiểu sao cái map này nó lại thi chớp có lại sức mạnh lại thần kỳ vô đối anh em. Chế bom tuy nó nổ không sát mình nhưng mà được mệnh động lực khí động học nào để nó đẩy mình rất sắp mặt lờ luôn. Nên không có tưởng qua giờ mình chơi chưa được trận nào ra hồn hết. Cứ đến cái step 3, cái step mà có mấy cái lồng anh em toàn hết, dụng hết. Hay là cái step này này nó dụng hết. May là trận này không có thằng nào tia chớp áp sát. À có được kìa, anh em nhìn thấy bắt đầu không? Nó chơi bom, nó chơi bom. Ui hên quá, không phải tia chớp à, hết hồn. Hết hồn, tim em đau anh ơi. Tim em đau anh ơi. Giật quá. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đành mạnh. Chạy 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 chạy. Cái tầm này là không bố con thằng nào cover mình đâu anh em ạ. Đứng lại một chút thôi là mấy cái bom tia chớp nó vào một mà khỏi chạy luôn đấy. Rồi hay lắm, đừng tả. Rồi ngon ngon ngon. Ôi mới cho dân chửi ạ. Thì đi theo em hàng hôm nay đó chính là 3Z full option. Âm thanh best skin đời mệnh. Full option này tầm chục củ anh em ạ. Rẻ thôi mà. Đời mệnh. Chạy 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 chạy. Cái tầm này không bố con thằng nào đâu anh em ơi. Cứ chạy thôi. Thằng nào dẫn đầu đoàn tỷ lệ làm hero rất là cao. Nhưng mà cũng dính những trái bom mắm tôm liên hoàn vả vào mồm. Sợ lắm. Nghiêm cấm nhá anh em nào có tiền sử bệnh tim, tiền mãn tim hoặc là những cái bệnh gì liên quan đến sợ độ cao hoặc là chiều cao khó hạn thì đừng lên chơi cái map này anh em ạ. Chứ bọn tiếp tung cái thối đuôi mày, dùng con bò nó tim luôn á. Vâng. Úi giời ơi, 3Z đỉnh bệnh đam 380% rồi, bắn của nó 4k không xi nhê. Vâng, liên tục là mỗi chiếc inox. Thò lên, địch bệnh sợ ngay. Rồi. Cái map này từ lúc cái map này xuất hiện thì chế độ zombie skip chúng ta phải đổi tên luôn. Đây là chế độ zombie ném mắm tôm. Vậy thôi, đành mày. Mắm tôm liên tục vào mồm. Bắn có nhìn thế. Vướng vướng với tự nhiên để trái nhìn được. 8 giây, chuẩn bị anh em ơi. Sẵn sàng chưa? Vũ điệu của những trái mắm tôm chuẩn bị bắt đầu. Nhảy. Tầm này phải cầm 3Z người nhảy. Chạy chạy. Vũ điệu của những trái mắm tôm bắt đầu. Ui không sao chọi à. Ui bọn nó không biết chọi, thì mình hết đấy. Rồi yên tâm, có mình cover đây rồi. Chạy thôi. Vũ điệu của những trái mắm tôm nó không có mắt đâu. Chạy đi các bạn trẻ ơi. Ui qua được rồi. Chỗ này dùng tim này, dùng tim này. Ui đỉnh mạnh. Cái thằng thiết kế map nó khốn nạn, nó cố tình để cái nghiêng nghiêng như này để anh em biết làm gì không? Là mắm tôm nó chỉ cần đụng nhẹ cái thôi là anh em trượt xuống thẳng xuống dưới đấy luôn. Ôi té. Cái tầm này mình xin tuyên bố một câu là mình chỉ biết chạy thôi nhá. Mày cái thằng quỷ này có gương chiếu hậu nó chạy nhanh thế. Úi dồi con nữ y tá. Động cơ gắn vào đít là có thật. Ok, ai mấy mắm tôm kìa. Ê các bạn ơi, bình tĩnh. Đấy, anh em thấy thằng dẫn đầu đoàn chưa? Tôi qua đây. Bệnh đau tim lắm, chơi cái chế độ đau tim lắm. Làm sao? Mày slow motion hộ tao cái. Úi dồi ôi. Ôi dồi ôi, 5 kill rồi. Mù mắt vậy. Trời ơi, multi anh em ơi. Vách cả nồi, sao có cái con đồng da nó lên nó móc lốp mình này. Mất 2k oan ạ. Mới được cái multi. Chưa đã gì hết. Còn 2 giây. Thôi, xách đi chạy anh em ơi, xách đi chạy tiếp. Cháu. Trời ơi, còn 2 bắn nữa thôi, mấy trà ơi, chạy đi. Yên tâm, mình ở lại cover anh em đây. Ai chưa đình mệnh những người đồng đội tốt như mình thì đồng đội. Anh em khỏi phải bàn đi. Cứ chạy đi. Mình bắn hậu phương rồi. Yên tâm. Ôi trời ơi, multi kìa phết. Ôi trời ơi, multi tiếp kìa bà con ơi. Ôi trời ơi, multi tiếp.
vậy? Cái gì vậy? Multi tiếp, multi tiếp. Ui là multi tiếp. Ôi phê quá, phê quên được về rồi anh em ơi. Kill. Ê đạn rồi, kill. Đỉnh quay. Multi phê quá. Ok, tiếp tục nhé anh em. Thì mình đã phải chuồn lại tiếp tục qua bản test anh em ạ. Chơi bản chính không thể chơi được. Nhưng anh mắm tôm định mệnh có niềm đam mê với những trái mắm tôm ạ. Chọn liên đảo quen nổi. Thôi mình qua bản test để chơi. Chơi chỉ có hủy diệt thôi. Dễ chơi chút. Để cố gắng chạy đến step cuối cho anh em xem step cuối nó như thế nào chứ. Bây giờ thì thong thả mà chạy thôi, không sợ nữa rồi. Đấy, anh em phải thấy là bên bản test này bọn nó có luật đó chứ nhà. Anh em chỉ chơi được tia chớp với tia đỏ thôi. Nên chơi cũng khá là dễ thở. Sợ gặp mấy super adudu hack thôi. Đấy thì mày cái thằng Lin kia mày thử vào bản chính mày đứng kiểu vậy coi. Anh nhân cầm 51 mini M249 đứng nó như bố đời vậy. Đấy bây giờ chạy rất tự tin anh em ạ. Cứ chạy tự tin khoe cá tính được, không sợ bắm tôm. Rồi qua rồi, qua đây. Ui bạn nhân VIP bạn ơi. Bạn ơi. Uầy, có nhân vật mới gì đẹp nhỉ anh em nhỉ? Nhân vật tiểu long nữ đây anh em. Ui nó bắn, mình vậy nhìn nó bắn kìa anh em, nhìn cái bazet chim ngưỡng cái bazet. Ui lắm. Cái bazet này thì anh em phải bắn no scope thì nó bắn lùi zombie. Mình thấy no scope thì định mệnh cũng chẳng có tác dụng gì. Hồi bữa mình test rồi, bắn thì nó có vẻ là ảo hơn một chút đấy. Nhưng mà lúc đầu VIP nào mới ra chả ảo. Sau một thời gian lại bị lép à. Rồi chạy đến step này còn đông người anh em thấy không? Vẫn còn đông người. Bây giờ về bản chính chơi hộ đến cái step này mà còn định mệnh 5 thằng hero là cả một vấn đề. Cái step 3 là cái step mà nguy hiểm nhất mà. Uầy, không có nghe tiếng mắm chân tôm. Định mệnh thật bình yên. Chơi game cảm giác đỡ đau tim. Ủa, thằng này nó lên đây rồi vậy? Nghi ngờ anh định mệnh dùng phần mềm thứ ba anh bay lên một cách tốc độ bàn thờ nhá. Ủa, Tesla bên này anh em phải thấy là cái tâm nó to như cái mâm vậy. To hơn cả người anh Việt nữa. Úi trời ơi, nó lên hai hướng kìa. Ui. Đấy, chơi bên này dễ thở hơn này, không có y tá với tia chớp. Rồi chiến binh có thể bắn hơn một chút đấy. Rồi hay lắm anh em ơi, thủ tốt đấy, thủ tốt. Được. Thôi toang rồi. Ôi cái gì đây. Mày đứng là mày mè này. Đứng ở dưới làm gì. Ôi. Cái gì đấy. Cái gì đấy. Vào đây anh em ơi, vào vị trí. Đấy, được chơi game anh em ạ. Cuối cùng chúng ta đã được chơi game. Đây là step cuối rồi nhá anh em. À chưa phải step cuối. Xuống phía dưới game mới gọi là step cuối. Ôi, overkill kìa, phê quá. Ôi, multi kìa. Bên này đạn phóng lựu của mình không được maximum cho lắm. Lag rồi. Ôi, rồi. Mất luôn combo anh em ạ. Multi kill. Rồi, lên ăn cái cửa cái đã. Đây, step cuối đây anh em ơi, Đấy, step cuối của map này không thiết kế rộng như kiểu map thứ hai nhỉ. Map thứ hai thiết kế rộng vãi cả nồi ra. Bây giờ chỉ đơn giản là anh em thủ đây rồi, con sẽ có trực thăng đến cho anh em đi thôi. Bọn nó thủ hết bên dưới rồi, mình có lên xuống bên dưới không ta? Tại tí nữa hai hướng nó kẹp cũng khoai lắm. Đông. Ôi, nó đông như quân Nguyên vậy. Mày làm gì?
Ôi rồi, chạy, tàu. Đấy, đứng đây định mệnh. Nhảy lên vừa nhảy vừa bắn. Khó chịu chưa? Mày trông chó à? Ôi, còn 35 giây nữa thôi. Định mệnh đông quá. Xuống dưới là chơi là bế thằng bọn này thôi. Ôi rồi, định mệnh chạy không được anh em ạ. Ui, còn 21 giây nữa kìa. Đen nhờ. Tí nữa là win được rồi. Vâng, còn 3 chiến binh nữa, không biết có thể win được không. Thủ dưới này ngon hơn này. Thủ dưới này xong tí 5 thằng đi lên này. Còn 7 giây nữa thôi. Chiến binh win được không hay đây. Đây, đường tắt của zombie là bên này à. Rồi, chiến binh còn 10 giây nữa thôi. Rồi, không thể win được rồi. Không thể win được anh em ạ. Tí nữa là win rồi. Và clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Bye bye anh em.